Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dầu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 16 của câu chuyện Trong Cũ Bạc Tình, tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng éo le bởi vì cô gái tên là Tiểu Vi của chúng ta đã phát hiện ra rằng Nghị Thành còn yêu cô và muốn hàn gắn với cô nhưng mà tiểu vi liệu rằng có muốn hàn gắn với Nghị Thành hay không, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 16 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vân Khải trầm ngâm suy nghĩ. Dạo gần đây tình hình làm ăn của tập đoàn có chút khó khăn. Lại xảy ra chuyện vật liệu bị hỏng khi vừa mới nhập, khiến cho hắn đau đầu giải quyết. Hắn biết Nghị Thành là người đứng sau mọi chuyện, nhưng lại không có bằng chứng. Hơn nữa Nghị Thành đang là nhà đầu tư cho dự án mới, nên ít nhiều hắn phải rẻ chừng. Nhưng nếu như để mọi chuyện tiếp tục, e rằng những gì hắn làm với đài phát trong quá khứ sẽ xảy đến với Hoàng Trường ở hiện tại. Tuấn Khải đưa mắt nhìn ông Đạt, sáng vẻ trần trừ đắn đo. Khoảng chừng một lúc sau, hắn mới ngập ngừng lên tiếng. Thôi được, tôi sẽ vì mẹ mà để cho ông tham gia vào dự án lần này. Nhưng không có nghĩa rằng tôi chấp nhận tha thứ cho ông. Được, ta nghe theo con. Vậy thì bây giờ tôi phải làm gì? Trước khi đến đây bố chuẩn bị xong hết cả rồi. Con chỉ cần thực hiện theo bố thôi. Tuấn Khải gật đầu đáp lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Ông Đạt nhìn theo bóng dáng của con mình khuất dần, mà lòng đầy mừng rỡ. Khởi đầu tuy không có suôn sẻ, nhưng khởi sắc hơn rất nhiều. Suốt quãng thời gian dài, không nói chuyện với con trai, mặc dù vẫn luôn có thông tin báo về hàng ngày, nhưng mà gặp mặt trực tiếp thế này vẫn là tốt hơn. Lần này trở về nước, bên cạnh việc giải quyết những vấn đề đang xảy ra ở Hoàng Trường, ông còn muốn chấp dứt những ân oán vẫn luôn hiện hữu giữa chiều ra và đường ra. Cái chết của vợ ông không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn mà còn có nhiều chuyện cần phải giải quyết. Tại tập đoàn Phượng Hoàng, Nghị Thành đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú với những tài liệu trước mắt. Khác với mọi ngày, hôm nay anh đến tập đoàn khá muộn. Đêm qua nhận được tin bà Lan tỉnh dậy, anh đến bệnh viện và nói chuyện với bà, khiến tâm trạng của anh cũng tốt hơn. Về nước ngoài vấn đề công việc, anh có hai việc quan trọng phải làm. Đó chính là tìm Tiểu Vi và chữa trị cho bà Lan. Cả hai điều này anh đều hoàn thành, nghiễm nhiên tâm trạng cũng vì vậy mà phấn chấn hơn. Cũng không cần phải vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nghị Thành ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp. Mời vào. Thư ký Mạc từ bên ngoài bước vào, và trên tay còn cầm một tập tài liệu được bọc vô cùng cẩn thận trong một chiếc túi trong suốt. Tiến gần đến bàn làm việc của anh, thư ký Mạc đặt nó xuống. Dạ thưa chủ tịch, đây là thứ mà anh cần. Thứ tôi cần sao? Bằng chứng mà Tiểu Vi lấy được từ trịnh gia. Bây giờ tôi mang nó đến cho anh. Nhiệm vụ được giao, hoàn thành. Cầm tập tài liệu trên tay, Nghị Thành chậm rãi mở ra xem. Bên trong có ghi rõ, những bàn hợp đồng bẩn, việc Hoàng Trường thông đồng với công ty CT làm giả chuyện nhập nguồn vật liệu và đài phát vào mấy năm trước. Bên cạnh đó việc bố anh bị ông Lâm lừa bán số cổ phiếu, hình ảnh Tuấn Khải và ông Lâm trong quán cà phê cũng được lưu lại trong tập tài liệu này. Tiếng lật trang sách vang lên trong căn phòng kín, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại khi đọc những dòng chữ ghi trên trang giấy. Khoảng một lúc lâu sau, vị thành gập tài liệu nét mặt của anh vô cùng nghiêm trọng khiểu tay đặt lên mặt bàn hai tay của anh đan lại với nhau anh trầm ngâm và suy nghĩ dạ thưa chủ tịch anh xem xong rồi chứ cậu lấy tập tài liệu này ở đâu quan gia lý của trịnh gia đưa cho tôi có vẻ như bà ta đã biết chuyện tiểu vi tìm được tập tài liệu này nên khi tôi nói bà ấy đã hiểu ra ngay Cậu làm rất tốt. Lát nữa cậu có thể xuống phòng tài chính để lấy thêm tiền thưởng. Đây là nhiệm vụ của tôi. Vậy bây giờ chủ tịch định tính thế nào? Chúng ta có nên đưa vụ việc này ra pháp luật hay không? Nghị Thành nhìn xuống tập tài liệu trên bàn. Nét mặt của anh hiện rõ vẻ ngập ngừng. Chuyện xảy ra hơn 5 năm rồi. Nếu nói để khởi kiện thì vô cùng khó. Hơn nữa chúng ta đang còn cần thêm một số bằng chứng. Ví dụ như cuộc hội thoại giữa tuấn khải và công ty ct về việc làm giả vật liệu hay ít nhất là phải tìm được tung tích của ông lâm cậu biết rồi đấy tài liệu bây giờ rất dễ làm giả chúng ta cần phải có thêm thời gian tôi hiểu nhưng chuyện cô tiểu vi ở lại trịnh ra để tìm tài liệu này là thật nghị thành chỉ nghe và không đáp anh đưa tay ra hiệu cho thư ký mạc hiểu ý anh ta cũng nhanh chóng rời đi cánh cửa gỗ đóng lại giờ chỉ còn mình anh trong căn phòng vắng nghị thành thở dài một tiếng anh ngả lưng về sau nhắm nghiền đôi mắt có bằng chứng rồi anh mới tin những lời cô nói vào đêm hôm đó là thật chuyện ngoại tình là giả cô chỉ làm như vậy để giúp anh và cô chưa từng lừa dối anh giống như anh đã từng nghĩ nghị thành bây giờ rất dối bời đầu óc mụ mị chẳng suy nghĩ được gì nhiều trong lòng của anh dâng lên một cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân mình. Anh trách tại sao không điều tra mọi chuyện kỹ càng ngay từ đầu, để bây giờ khi biết được sự thật, chính anh là người rơi vào thế bí. Nhớ lại ngày hôm đó, ngay chính căn phòng này, anh đã đồng ý cho lão giám đốc dê xồm động vào người của cô. Anh tự hỏi, nếu như lúc đó anh không quay lại cứu cô thoát khỏi tay của lão, thì chắc chắn anh không bao giờ tha thứ cho bản thân mình năm năm qua tiểu vi chịu nhiều đau khổ và mất mát cô bị bạo hành sống với một tên cầm thú nhưng lúc nào cũng chịu đựng tất cả chỉ để lấy được bằng chứng liên quan đến đài phát năm xưa năm năm cô chờ đợi đến khi anh về sau đó anh lại hiểu lầm rồi làm nhiều chuyện khiến cô tổn thương suy cho cùng anh còn tàn bạo hơn kẻ đã đánh đập cô trong đầu anh bỗng xuất hiện một câu hỏi anh tự hỏi rằng liệu bây giờ làm lại có kịp hay không. Nếu như bây giờ anh xin cô tha thứ, liệu cô có đồng ý và quay lại với anh sau tất cả những chuyện đã xảy ra hay không? Chịu đựng dài vò suốt khoảng thời gian dài như vậy mà đến khi gặp lại, cô không một lời oán trách. Chỉ có anh thôi, anh luôn nghĩ xấu cho cô, luôn hiểu lầm cô và tìm ra đủ lý do để làm cho cô tổn thương cô nói đúng trong tình yêu điều quan trọng là phải có sự tin tưởng nhưng anh lại không làm được điều đó anh đã không tin tưởng người con gái mình yêu anh nghĩ rằng cô là người đàn bà lăng loàn chắc nết sẵn sàng bỏ dưới anh đi theo người đàn ông khác không những vậy anh còn trách cô là kẻ bội nghĩa bỏ quên những ngày tháng đường ra cưu mang cô để làm chuyện tày đình nghĩ lại anh đã làm tổn thương cô nhiều nhiều lắm với ngần ấy chuyện liệu rằng cô có tha thứ cho anh không nghị thành tự suy nghĩ và bật cười một nụ cười đầy chua chát câu hỏi tha thứ đó không phải đã có câu trả lời từ lâu rồi sao tiểu vì hận anh lắm đến bây giờ vẫn còn hận từ cách xưng hô nói chuyện đến những điều kiện cô đặt ra để tránh việc hai người tiếp xúc gần những điều đó thể hiện rõ thái độ của cô đối với anh chỉ riêng chuyện chấp nhận trao cô cho người đàn ông khác đã khó lòng mà tha thứ huống hồ là những chuyện khác nghị thành bắt đầu chìm dần trong những suy nghĩ miên man nó khiến anh đau nhức nhưng lại không tài nào ngừng nghĩ về nó sự ân hận mặc cảm tội lỗi cứ bùa vây ám ảnh lấy anh và cả nỗi lo sợ cô một lần nữa sẽ rời xa anh có phải đây chính là sự trừng phạt mà Thượng Đế đã dành cho anh? Tiểu Vi ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi một ly cà phê nóng, chờ Thục Anh đến. Sau khi có điện thoại, cô dễ dàng liên lạc được với Thục Anh để hỏi về chuyện tìm hiểu về ông Lâm. May mắn sao hiện tại, Thục Anh đang có thời gian rảnh nên mới đến gặp cô. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ chưa đến giờ hẹn, Tiểu Vi nóng lòng suốt ruột, chờ đợi và không biết trong khoảng thời gian, không liên lạc. Thục Anh có thu nhập thêm được thông tin hữu ích gì không? Khoảng 10 phút sau, Tiểu Vi thấy bóng dáng của Thục Anh ở ngoài cửa. Cô vẫy tay ra hiệu cho Thục Anh đến gần. Mày đến lâu chưa? Đợi tao có lâu không? Xin lỗi nhá, tại tao bận chút việc của công ty nên không đến đúng hẹn. Có sao đâu chứ, mày có thời gian nói chuyện với tao là tốt rồi. Mau ngồi xuống đây, tao gọi nước cho mày rồi đấy. Cảm ơn nhá. Thục Anh vui vẻ cười. Kể từ sau cuộc hẹn hôm trước, tính đến nay cũng hơn hai tuần, hai người không liên lạc lại với nhau. Ban đầu Thục Anh cứ tưởng Tiểu Vi quên mất việc này, hoặc cũng có thể bận việc gì đó nên không gọi lại. Bởi vậy, vậy khi nhận được cuộc gọi của Tiểu Vi, cô ấy mừng rỡ, lập tức thu xếp công việc để đến đây. Biết Thục Anh còn có những việc khác cần phải giải quyết. Tiểu Vi không vòng vo, mà trực tiếp vào vấn đề tránh làm mất thời gian của thục anh này chuyện tao nhờ mày tìm hiểu về ông lâm đến đâu rồi có thêm thông tin gì không đoạn trước việc tiểu vi vội vàng nóng lòng muốn biết nên cô ấy chuẩn bị từ trước thục anh lấy trong túi sách ra một tập hồ sơ đặt nó về phía tiểu vi người đàn ông tên lâm này khiến cho tao có một cảm giác rất quen thuộc giống như tao đã từng gặp ở đâu sau khi về điều tra tao phát hiện ra rằng ông ta đã từng là một trong những người nằm trong danh sách điều tra của bố tao điều tra ừ nghe bố tao bảo ông ta đã từng dính vào một vụ bê bối làm ăn ăn chặn tiền của một công ty nào đấy tuy nhiên nhờ các quan hệ của mình mà ông ta đã thoát tội bố tao cũng vì vậy mà không thể nào điều tra sâu hơn tiểu vì nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ giống với ông long từ bé cô hiểu Ông là một người vô cùng cẩn thận và kỹ tính, đặc biệt không bao giờ giao những việc quan trọng của tập đoàn cho một người có danh tính không rõ ràng và có vết nhơ trong hồ sơ. Vậy mà không hiểu vì sao, vì lý do gì bố cô lại cùng với ông Lâm quản lý chứng khoán. Chả nhẹ bố cô không biết gì về đời tư của ông ta sao? Tiểu Vi lắc đầu chối bỏ ngay suy nghĩ đó, bởi vì theo như trợ lý Phan từng nói, ông Lâm là bạn lâu năm của bố, không lý nào những chuyện về ông lâm làm trong quá khứ bố cô lại không biết chuyện này đầu đuôi sự thật rốt cuộc là ra sao chứ tiểu vi này ừm tao thấy mày cứ ngơ ngác đang nghĩ đến chuyện gì à chỉ là tao đang thắc mắc một số vấn đề vậy mày có biết bây giờ ông ta đang ở đâu không hay là có thông tin gì về cuộc sống hiện tại không vì vụ án của ông ta cũng lâu rồi Không được điều tra lại Cộng thêm đại phát phá sản Nên cũng khó để tìm kiếm Nhưng may mắn là tao vẫn tìm được thông tin Được biết hiện tại ông ta đang sinh sống Và làm việc tại Mỹ Với một cái tên mới là Thomas Thomas á Ừ Trong một lần thay bố đi tìm hiểu một vụ bê bối Tao phát hiện ra rằng Ông Lâm đã đến một tiệm chui Để làm giả giấy tờ Cũng như chứng minh nhân dân Thông qua việc làm giả Ông ta dễ dàng qua mặt được các đợt kiểm tra vào trốn sang Mỹ sống với một thân phận mới. Thật ra việc biết ông ta đang ở đâu rất khó. Nhưng mà may mắn, nhân viên làm việc ở sân bay đã nhớ mặt ông ta qua một vụ ẩu đà nên mới dễ dàng hơn. Ông ta đang làm việc cho công ty hay tập đoàn nào? Mày có biết không? Cái này đúng là tao không rõ bởi vì nó nằm ngoài vùng điều tra của tao. Tiểu Vi gật đầu hiểu ý vì số lượng thông tin ít ỏi Nhưng cũng phần nào giúp được cô Bây giờ cô biết chính xác nơi ông ta đang sống Và thân phận ông ta dùng để sống Tiểu Vi dựa vào đó Để bắt ông ta trở về Thục Anh à Cảm ơn mày Nếu không có sự giúp đỡ của mày Tao không biết phải làm thế nào Thời gian qua tao làm phiền mày quá nhiều Hôm nay Tao trả thay cho lời cảm ơn nhé Kìa Bạn bè với nhau không cần phải khách sáo nhưng nếu như mày ngỏ ý muốn mời tao tao không từ chối đâu hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau việc điều tra coi như xong tạm gác sang một bên phần việc còn lại cô đành phải tìm đến người khác để giúp đỡ cô chiếc xe dừng lại bên một nghĩa trang tiểu vi ôm trên tay bó hoa cúc trắng rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ của ông long đã lâu lắm rồi cô không đến đây nhưng ngôi mộ vẫn sạch sẽ Mấy đám cỏ dại mọc xung quanh đều được cắt gọn. Có vẻ như vẫn có người thường xuyên lui tới dọn dẹp. Cô đoán có thể là bác Phong, bởi vì trong khoảng thời gian đó, chỉ có bác mới đến đây. Cơn gió lạnh thổi đến xuyên qua lớp áo, khiến cho cô dùng mình. Nó còn làm khô đi những giọt nước mắt, lăn dài trên má của cô. Tiểu vi sụt xịt vài tiếng, trong đầu bao nhiêu ký ức tươi đẹp ùa về. Cô nhớ bố mình, nhớ những ngày tháng ông đang còn sống ở bên cạnh cô. Nhưng mà số phận thật là chớ chiêu, đã cướp đi mạng sống của ông. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, Tiểu Vi mỉm cười tự hào, đứng trước mộ của ông. Bố à, con sắp mình oan cho bản thân được rồi. Con sẽ cho mọi người thấy, con không phải là đứa vong ơn bội nghĩa, không phải là một đứa bất hiếu. Con sẽ chứng minh rằng, Tập đoàn chúng ta chưa từng làm chuyện gian dối. Bố, bố tin nội con nhá. Rất nhanh thôi, con sắp làm được rồi. Lúc này có tiếng bước chân sột soạt, dẫm lên những chiếc lá khô dưới mặt đất. Tiểu Vi quay sang bên cạnh, nhìn thấy quốc trường đang tiến về phía mình. Cô vội vàng lau sạch nước mắt. Anh Trường, anh tìm được chỗ đỗ xe chưa? Ừ, um, tuy có chút khó khăn, nhưng anh thấy rồi phiền anh quá cũng vì nghĩa trang ở xa nên đường đi có chút khó khăn không sao đâu mà mọi việc ổn rồi quốc trường mỉm cười đáp lại để tiểu vi cảm thấy yên tâm hơn nghĩa trang này cách xa trung tâm thành phố nên đi lại hơi gồ ghề anh ở bên ngoài từ nãy tới giờ mới tìm được chỗ để xe xong xuôi đâu đó mới vào đây với cô quay sang nhìn ngôi mộ trước mặt quốc trường muốn biết tiểu vi đến thăm ai Tiểu Vi này, đây là ai? À, ý anh muốn hỏi, là người này có mối quan hệ gì với em? Đây là mộ của bố em ạ à? Bố em sao? Hai mắt quốc trường mở to ngạc nhiên, giống như thể anh không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Ngày lúc đó quốc trường nhất thời không nghĩ, anh đứng im như trời trồng. Tiểu Vi quay sang phía anh, bắt gặp thái độ kỳ lạ ấy, liền trao mày. Anh sao thế có chuyện gì à? hay là trong người cảm thấy không khỏe chỗ nào gạt phẳng đi những lời hỏi han vang bên tai quốc trường đột ngột nắm lấy hai bà vai của tiểu vi hai người mặt đối mặt hành động bất ngờ của anh khiến cô hoang mang bởi vì đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy dù gì quốc trường cũng lớn tuổi hơn tiểu vi nên cô nhẹ nhàng dùng kính ngữ để hỏi chuyện anh trường có gì chúng ta từ từ nói anh đang làm em tiểu vi em là con gái của đường gia long sao tiểu vi còn chưa nói hết câu quốc trường đã chen ngang hơn nữa điều anh muốn biết lại liên quan đến đường gia có phải không quốc trường bỗng nhiên lớn tiếng khiến cho cô giật mình cô gật đầu lia lịa vâng em là con gái của ông ấy tiểu vi vừa mới dứt lời quốc trường buông thõng hai tay anh quay mặt sang hướng khác để giấu đi tâm trạng thực sự của mình lúc này đầu óc của anh bây giờ rất dối năm năm quen biết anh chưa một lần hỏi quá nhiều hay tìm hiểu quá kỹ về gia đình của tiểu vi bởi vì anh tôn trọng quyền riêng tư của cô hơn nữa tiểu vi có vẻ ngập ngừng mỗi khi nhắc về gia đình của mình nên anh cũng không đào sâu thêm hôm nay có cơ hội được đưa cô đến đây anh mới biết cô chính là con gái của đường sa long Nhìn dáng vẻ sầu não hoang mang của quốc trường, Tiểu Vi thực sự khó hiểu, không biết anh có quan hệ gì hay có quen biết gì với đường ra mà phản ứng gay gắt như vậy. Tiểu Vi ngập ngừng đắn đo một hồi, sau đó đưa tay ra hiệu cho quốc trường để hỏi rõ sự việc. Nào ngờ anh đột ngột quay lại, khiến cho cô giật mình. Em không thể nào là con gái của đường Gia Long được. Quốc trường khẳng định thêm một câu chắc nịch theo như anh được biết đường gia long chỉ có một người con trai là đường nghị thành ngoài ra không có thêm bất cứ một người con nào khác đằng này tiểu vi lại tự nhận mình là con của ông ta khiến cho anh hoài nghi chạy ngược với những gì quốc trường suy nghĩ tiểu vi tỏ ra bất bình thậm chí còn gật đầu với lời nói của anh đúng vậy em không phải là con gái của bố em nhưng chẳng phải khi nấy em nói mình là con gái của đường gia long sao tại sao bây giờ thật ra em chỉ là một đứa bé được ông ấy nhặt về nuôi lúc em mang về bố em lớn tuổi nên nhận em làm cháu gái sau này em kết hôn cùng với con trai của bố nên em trở thành con dâu vậy nên em nói đây là bố em tuy không phải là người sinh ra em nhưng mà bố là người có công nuôi dưỡng Chả nhẽ em lại không được gọi một tiếng bố sao Vậy em không phải là con gái ruột của ông ta Dạ vâng Nhưng Mà em thấy anh có vẻ quan tâm Đến chuyện này thì phải Chả nhẽ anh và đường ra Có quan hệ gì sao Quốc trường lúc này cười ngượng Và quay mặt sang một hướng khác Để né tránh ánh mắt dò xét từ người đối diện Anh không trả lời ngay Mà bây giờ anh đang nghĩ ra một lý do nào đó để trả lời thích hợp với cô mãi đến một lúc sau anh mới lên tiếng không có anh chỉ hơi bất ngờ thôi em biết rồi đấy đường gia trước kia nổi tiếng trong giới kinh doanh anh lại là một người làm kinh tế nên có biết đôi chút lúc trước thấy đường gia long chỉ có một người con trai bây giờ nghe em nói vậy anh có phần hoang mang ấy mà tiểu vi gật đầu thay cho câu trả lời rồi sau đó lại trầm ngâm Đứng trước ngôi mộ Quốc trường cũng không nói gì thêm Lặng lẽ đứng kế bên cô Nhưng mà trong lòng của anh bây giờ lại xuất hiện Biết bao nhiêu câu hỏi Không có lời giải đáp Anh thực sự hoang mang Khi biết được Tiểu Vi từng là cháu gái Rồi lại trở thành con dâu của đường ra Lúc quen biết với cô Anh không thấy cô đeo nhẫn cưới Hay nhắc gì đến chồng của mình Nên cứ tưởng rằng cô còn độc thân Mày về thường trên tay Mỗi lần anh hỏi đến, cô đều bảo là do tai nạn lao động. Điều đó khiến anh liên tưởng đến chuyện. Cô bị bóc lột sức lao động, chưa đâu có ý nghĩ gì khác. Thế còn những vết thương trên người em thì sao? Có phải là do... Không phải như anh nghĩ đâu. Sau khi bố mất, bọn em ly hôn. Tính đến nay cũng được 5 năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy, anh ấy sang nước ngoài làm việc. Nên không có chuyện em bị anh ấy còn những vết thương này em nói với anh rồi mà em bị thương trong lúc làm việc nghe ngữ điệu của tiểu vi xem ra lúc này cô nói thật anh cũng cảm thấy rằng cô có vẻ khó chịu khi nhắc tới những vết thương trên người anh cảm nhận được như vậy vì không muốn cô khó chịu nên anh không hỏi thêm nữa bầu không khí bắt đầu trở nên tĩnh lặng Quốc trường trầm ngâm nhìn di ảnh trên ngôi mộ đối diện. Anh quay sang nhìn Tiểu Vi với một vẻ mặt ngập ngừng. Sau đó nén tiếng thở dài và hỏi cô. Bố em mất từ khi nào? Tiểu Vi hơi ngạc nhiên khi quốc trường lại hỏi cô câu đó. Nhờ đám tàng của bố diễn ra, được cánh nhà báo bùa vây lấy thông tin rất nhiều. Tại thời điểm đó, Đài Phát là một trong các tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng. Việc chủ tịch tập đoàn ra đi đột ngột ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến những công ty khác bây giờ quốc trường hỏi như vậy không lẽ anh không biết gì liên quan đến những bài báo đó sao tiểu vi giọng nói của quốc trường vang lên khiến cho cô giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh có chuyện gì mà trông em thẫn thờ vậy anh hỏi có gì sai sao dạ không em chỉ hơi bất ngờ bất ngờ vì sao trước kia đài phát là một tập đoàn rất lớn. Việc bố em mất chắc hẳn trên mặt đó sẽ có. Ai làm trong giới kinh doanh mà không biết có đúng không ạ? Ban đầu còn tưởng là chuyện gì to tát, hay anh vô tình nói điều không nên, hóa ra lý do khiến cô chỉ đơn giản như vậy. Quốc Trường tỏ ra bình thản, điềm đạm giải thích. Giới kinh doanh có rất nhiều quy tắc, và quy tắc của anh đối với những người không có ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình thì không nhất thiết phải bận tâm. Anh biết ra thế của đường ra thông qua một cuộc hội thảo. Tuy nhiên chưa có cơ hội hợp tác lần nào, nên việc chủ tịch đài phát mất. Lên bao nhiêu trang báo, anh không quan tâm. Tiểu Vi gật đầu hiểu ý. Chưa dừng lại ở đó, quốc trường lại tiếp tục. Hôm nay anh mới biết, em là con dâu của đường Gia Long. Buột miệng anh hỏi vậy thôi. Nếu như em không muốn nói, anh không ép em. Dạ vâng, anh đừng hiểu nhầm gì. Em chỉ thắc mắc một chút. Bố em mất 5 năm trước Do một vụ tai nạn xe Anh xin lỗi Nếu như câu hỏi của anh Lại khiến cho em nhớ lại ký ức đau buồn Dạ không sao đâu ạ à, Mọi chuyện cũng qua rồi Thôi muộn rồi Anh cho em về đi Ừ chúng ta về thôi Quốc trưởng nhường đường cho Tiểu Vi đi trước Còn mình thì theo sau Bước chân của anh chậm dần Cho đến khi cách cô một đoạn khá xa Anh dừng lại anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại, chăm chú thực hiện vài thao tác gì đó, giống như nhắn tin cho ai thì phải. Trông nét mặt của anh có vẻ căng thẳng lắm, mặc cho nội dung dòng tin nhắn, chỉ có vòn vẹn một câu. Điều tra vụ tai nạn của đường Gia Long, 5 năm trước Nghi Thành trở về nhà từ sớm, nhưng anh cứ lùi thủi một mình trong phòng cũ của Tiều Vi ngày trước. Bây giờ anh biết hết tất cả sự thật biết rằng cô trong sạch và chưa từng lừa dối anh, nên anh muốn bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Lúc mới gặp lại Tiểu Vi đưa cô về đây, anh đều để cô ở trong căn hầm chặt hẹp ở cuối dãy hành lang tầng 1. Giờ thì cô nên trở về, nơi thuộc về cô. Để thể hiện tấm lòng hối lỗi của mình, Nghị Thành tự tay sửa soạn lại căn phòng của cô và trang trí lại hoàn toàn. Anh biết Cô sẽ không đồng ý ở chung phòng với anh, nên anh đành miễn cưỡng tu sửa lại căn phòng này. Công việc tốn khá nhiều thời gian, anh làm từ chiều sớm đến tận bây giờ mà chưa xong. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt đẫm cả áo, nặng nhọc là như vậy, mệt mỏi là như vậy, nhưng anh chưa lần nào nghỉ tay quá 5 phút. Nếu như mệt quá dừng lại thở vài hơi lấy sức, rồi anh lại tiếp tục công việc. Anh muốn tạo bất ngờ cho cô. Khi cô trở về nhà Cô sẽ thấy Nơi đây chính là một không gian quen thuộc Nói là tu sửa lại Nhưng Nghị Thành vẫn giữ nguyên các thiết kế Cũng như cách sắp xếp giống như ngày xưa Có chẳng thay đổi Thì chỉ thay đổi những thứ đã mục nát Không thể nào dùng lại được Anh sơn màu tường của cô Màu mà cô thích Mua loài hoa cô thích Và rất nhiều thứ khác Chỉ cần là những món đồ cô thích Anh đều đặt vào đây Trong lúc dọn dẹp chiếc tủ cũ, Nghị Thành vô tình phát hiện một chiếc bút màu đỏ nằm một mình trong hộc tủ. Không hiểu sao chiếc bút đó lại thu hút anh, khiến anh tò mò cầm lên xem. Lúc này, đôi chân mày rậm nhíu lại, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện gì. Mất khoảng chừng vài phút, anh sực nhớ ra, đây là chiếc bút trước khi mất, bố đưa cho anh để tặng cho Tiểu Vi. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? phải chăng trong lúc quay trở về đường ra lấy đồ tiểu vi đã để nó ở lại nghị thành không suy nghĩ nhiều anh mở nắp bút ra định kiểm tra xem nó còn dùng được hay không thì anh nhận ra rằng đây là một chiếc bút có máy ghi âm phản ứng đầu tiên của anh khi phát hiện ra điều này chính là ngạc nhiên anh không ngờ bố mình lại tặng cho tiểu vi món quà độc lạ như vậy nếu ngày hôm nay không dọn dẹp lại phòng chắc cây bút này sẽ bị lãng quên theo thời gian. Bạn tính tò mò một lần nữa trỗi dậy, anh bắt đầu mày mò tìm cách mở chiếc máy ghi âm nhỏ này. Đến khi tìm được nút bấm, vui mừng thử, thì nhận lại sự thất vọng. Có lẽ không hoạt động trong một thời gian dài, nên khi bấm vào nút nguồn, máy ghi âm không hiển thị. Nghị Thành ngậm ngùi thở dài một tiếng não nề. Lúc này cánh cửa phòng đột ngột mở ra, chi bước vào bên trong, trên tay cô cầm theo một cốc nước đá. Cô tiến đến phía anh, đặt cốc nước xuống bàn. Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi uống nước lấy sức à? Cảm ơn cô. Dứt lời anh lập tức tiếp tục chăm chú vào cây bút trên tay. Chỉ nhìn hành động kỳ lạ của anh, cô thắc mắc. Cậu chủ à, cậu uống nước đi. Chứ làm gì mà chăm chú vào cây bút đó vậy à? Hỏng rồi thì mua cây mới. Đây không phải là bút viết mà là máy ghi âm. Có điều lâu ngày không sử dụng, nó không hoạt động. Lát nữa cô mang đến tiệm sửa, rồi sau đó sửa giúp tôi. Dạ vâng. Nghị Thành đưa cây bút cho Chi, nhận được cây bút Chi nhanh chóng rời khỏi phòng. Còn Nghị Thành uống hết cốc nước Chi mang đến, sau đó anh lại tiếp tục công việc đang dở dang. Bước đến phòng khách, tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng. Chi dừng chân lấy điện thoại từ trong túi ra. Liếc nhìn màn hình điện thoại, hiển thị tên người gọi. Chi mỉm cười nhanh chóng, sau đó bắt máy. Sao bỗng dưng hôm nay lại tự động liên lạc với tôi? Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Thấy cô gọi nhỡ nhiều, không gọi lại cũng kỳ cục. Mọi chuyện thế nào rồi có ổn không? Cậu chủ có nghi ngờ gì không? Anh yên tâm, tôi vẫn nói với cậu chủ rằng mình không thể nào liên lạc được với anh. Việc chăm sóc mẹ anh cứ để tôi lo. Anh không cần phải bận tâm gì. Cảm ơn cô. Từ trong điện thoại phát ra một tiếng thở dài đầy não nề. Chỉ hiểu người bên kia đang có tâm trạng. Nhưng không thể nào làm gì hơn. Cô nhanh chóng đổi sang một câu hỏi khác. Thế bao lâu nữa thì anh về đây? Không lâu nữa đâu. Khoảng vài ngày. Anh về một mình sao? Chưa hẳn. Tạm thời cô đừng nói cho cậu chủ biết tôi đang ở đâu và tôi đang làm gì. Mọi chuyện khi nào về nước, tôi sẽ tính sau. Tôi hiểu rồi. Sau khi rời khỏi Nghĩa Trang, quốc trường đưa Tiểu Vi trở về đường ra. Lại đứng trước cổng biệt thự, anh có phần ngạc nhiên nhưng lại không dám hỏi bởi vì sợ cô nghĩ rằng anh nhiều chuyện. Tiểu Vi nhanh chóng nhận ra thái độ này của quốc trường. Cô nhìn về phía biệt thự, sau đó lên tiếng hiện tại em đang làm việc ở đây em làm việc á dạ vâng chỉ là vài công việc lặt vặt thôi đâu ai cấm sau khi ly hôn không được làm việc ở nhà chồng cũ chứ tiểu vi vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ đầu quốc trường đang còn nhiều thắc mắc nhưng anh không nói ra nhìn thái độ kia của cô nên đành thôi chưa kịp để anh lên tiếng cô lại tiếp tục cảm ơn anh vì anh đưa em về nhé cả buổi ngày hôm nay em làm phiền anh quá rồi không sao đâu mà dù gì chúng ta lâu ngày không gặp nhau hôm nay có dịp được nói chuyện với em thế này anh rất vui à em có thể cho anh số điện thoại có được không để tiện liên lạc hơn dạ vâng tiểu vi lấy điện thoại trong túi và đọc số cho quốc trường xong xuôi đâu đó cô bước xuống xe vẫy tay tạm biệt anh đến khi chiếc xe khuất dần về phía trước cô mới bước vào trong nhà mọi hành động ấy tất cả đều thu vào tầm mắt của một người bên trên Bước vào phòng khách, Tiểu Vi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghị Thành đã xuất hiện từ bao giờ. Ban đầu cô có chút hoảng loạn, nhưng về sau cô lại nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Sao anh về sớm thế? Đã hết giờ làm ở tập đoàn đâu? Nghị Thành phớt lờ những gì mà Tiểu Vi vừa nói. Anh bước đến phía cô, gương mặt không một chút cảm xúc. Lên cảm có điều chẳng lành. Tiểu Vi bất giác lùi về sau mấy bước. Nghị Thành cứ im lặng như vậy khiến cho cô càng thêm sợ hãi không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tiểu vi lùi vài bước thì nghị thành dừng lại hai chân run rẩy của cô cũng vì vậy mà ngừng đi đôi môi mấp máy nghị thành anh anh làm sao thế anh có chuyện gì à người đàn ông khi nãy đưa em về người đó là ai uhm... anh muốn biết người đàn ông khi nãy có mối quan hệ gì với em Chồng anh lúc này giống như một người đàn ông đang ghen. Ngay cả thái độ hay cảm xúc đều vô cùng bình tĩnh. Phải chăng là do anh đang cố gắng kìm nén tâm trạng thật sự của mình. Tiểu Vi còn tưởng chuyện gì to tát. Hóa ra là Nghị Thành muốn biết về người khi nãy. Cô thở hắt ra một tiếng, ngữ điệu vui vẻ. Này, anh ta là ai? Liên quan gì đến anh chứ? Hay là anh đang tra khảo tôi? Anh chỉ muốn biết, chứ không có ý gì đâu. Nếu vậy thì tôi không cần thiết phải nói chuyện riêng của mình cho anh biết. Bây giờ tôi phải đi nấu bữa tối. Cảm phiền anh, đứng ra chỗ khác để cho tôi làm việc. Tiểu Vy đi ngang qua Nghị Thành định xuống bếp thì bị anh giữ tay lại. Cô chào mày khó chịu vì hành động này của anh. Anh làm gì thế? Chuyện ban đầu đưa ra như thế nào? Chúng ta không được tiếp xúc gần. Mong anh thận trọng. Chuyện khi nãy... <laughs> Hóa ra anh lăn tăn về người đàn ông khi nãy đưa tôi về là ai à nếu như anh muốn biết như vậy thì tôi nói luôn cho anh biết anh ấy chính là bạn của tôi được chưa không phải ý của anh không phải vậy anh chỉ muốn nói chuyện anh muốn biết ấy tôi nói cho anh rồi anh làm ơn đừng có làm phiền đến tôi tôi còn rất nhiều việc cần phải làm tiểu Vy gỡ tay nghị thành ra khỏi người mình sau đó bước vội xuống bếp nhìn bóng của cô khuất dần, lòng anh bỗng dâng lên một sự hụt hẫng, cô cự tuyệt đến như vậy, xem ra rất giận anh. Nhưng anh không vì vậy mà nản lòng, anh lẽo đẽo bước theo cô, đi vào trong bếp. Tiểu Vy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt và nhanh chóng nhận ra sự khác thường, cả Diệu và Chi đều không có ở đây, ngay cả khi cô về cũng vậy, mỗi lần về đều nghe thấy tiếng của Diệu. Ngày hôm nay, tại sao lại im lặng bất thường thế này? Tiếng động từ đằng sau vang lên khiến cho cô giật mình. Tiểu Vi quay lại nhìn thì bắt gặp Nghị Thành, đã đứng từ sau cô lúc nào không hay. Cô thở dài một tiếng. Nghị Thành này, Diệu và Chi đâu rồi? Chi cần phải giải quyết một số việc riêng, nên đi ra ngoài. Còn Diệu à, anh đuổi việc cô ta rồi. Đuổi á? Sao bỗng nhiên lại đuổi Diệu? Cô ta làm gì sai à? Phải, cô ta làm rất nhiều việc sai. Sai nhất là cô ta đánh em. Anh nói gì cơ? Anh không muốn giữ lại người đã khiến cho em tổn thương nên quyết định đuổi việc cô ta. Nghị Thành vừa mới dứt lời, khóe môi của Tiểu Vi cong lên, nở ra một nụ cười. Nếu như phải đuổi người làm tôi tổn thương, thì phải đuổi anh mới đúng, chứ không phải là rượu đâu. Tiểu Vi nói, nhưng đủ để Nghị Thành nghe rõ từng câu từng chữ. Anh chọn cách im lặng, anh cúi đầu và không nói gì thêm. Tiểu Vi nén tiếng thở dài, rồi quay người bắt đầu công việc nấu nướng. Cô vừa làm vừa nói. Hai ngày nữa, anh sẽ có được số bằng chứng mà anh muốn tôi chứng minh. Đến khi có rồi, tôi mong anh giữ khoảng cách giống như quy định ban đầu. Việc giấu mẹ, chuyện hai đứa chúng ta kết hôn, tôi sẽ nghiêm túc. Nhưng mà chỉ mong anh đừng đi quá giới hạn cho phép. Mà còn chuyện này nữa, tiểu vi đang nói dở đột nhiên có một bàn tay từ đằng sau vòng qua ôm lấy eo cô lưng cô dần dần cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực nghị thành hôn nhẹ lên gáy cô khiến cho cô rùng mình tiểu vi nhanh chóng kháng cự anh làm cái quái gì thế anh mau bỏ tôi ra chẳng phải tôi nói rồi chúng ta không được tiếp xúc gần với nhau hay sao anh buông tôi ra mặc cho tiểu vi vùng vẫy thế nào vòng tay của anh vẫn siết chặt lấy eo của cô kéo sát vào người mình tựa hồ như sợ rằng cô sẽ chạy đi mất giọng nói trầm ấm của anh vang lên nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh chỉ muốn ôm em một chút thôi hôm nay thực sự anh rất mệt nhưng tiểu vi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi bởi vì cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của nghị thành chẳng biết hôm nay anh trải qua những chuyện gì nhưng trông anh có vẻ rất mệt tiểu vi không chấp nhận mấy chuyện này nên đành đứng im để cho anh dựa vào cảnh tượng bây giờ khiến cô nhớ đến khoảng thời gian hai người còn là vợ chồng khoảng thời gian đó là những kỷ niệm đẹp nhất đối với cô lúc đó hai người không cần phải lo nghĩ nhiều không tranh đua với bất kỳ ai bố mẹ lại khỏe mạnh vui vẻ bây giờ nhớ lại chỉ còn cảm giác tiếc nuối ngậm ngùi bởi vì dù coi như thế nào Thì thời gian đó Không bao giờ quay trở lại Cô cũng không thể nào quay về quá khứ Tiểu vi trộm nghĩ Nếu như bố cô không mất Thì có lẽ hiện giờ Cô đã tốt nghiệp đại học Và cùng với Nghị Thành làm việc Trong tập đoàn giúp bố Thật là đáng tiếc Đó chỉ là những giấc mơ Trong đầu của cô bây giờ Là những kỷ niệm Nhưng mà cuộc sống thì lại phũ phàng hơn rất nhiều. Hai người cứ đứng như vậy khoảng chừng một lúc. Nghị Thành dần mở mắt, tâm trạng cảm thấy tốt hơn. Anh muốn buông tay ra. Tại vì đâu thể cứ ôm mãi thế này được. Cảm nhận được hai cánh tay đang rời khỏi mình, Tiểu Vi nhanh chóng quay người lại. Cô nhìn anh bằng ánh mắt giò xét. Anh mệt thế nào? Anh đỡ chưa? Đỡ hơn rồi. Anh có bệnh gì đâu. Chẳng phải khi nãy anh bảo mình mệt à? Bây giờ thì khỏe rồi. Chỉ cần có em, anh sẽ tốt hơn. Không hiểu sao từ lúc Tiểu Vi về đến tận bây giờ, Nghị Thành đều nói những lời hoa mỹ ngọt ngào. Nó khiến cô không quen, thậm chí còn sinh ra hoài nghi. Tiểu Vi này, chuyện bằng chứng mà khi nãy em nói. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ sớm đưa bằng chứng cho anh. Tôi sẽ cho anh thấy bản thân của tôi trong sạch và tôi chưa từng làm chuyện gì sai trái với anh cả không anh không cần bằng chứng tiểu vi nghe xong sững sờ cả người như bất động khi nghe nghị thành thốt ra những lời đó đáp lại anh là một nụ cười nhạt trên môi cô anh vừa nói gì mấy ngày hôm nay anh bị làm sao thế à không giống anh một chút nào tôi nhớ mấy hôm trước anh một mực đòi bằng chứng cơ mà bây giờ tôi sắp đưa cho anh rồi anh lại không cần rốt cuộc là anh muốn cái gì anh muốn chúng ta quay lại với nhau hình như cô nghe nhầm rồi thì phải hay do nghị thành quá mệt mỏi nên mới nói ra những điều thiếu suy nghĩ như vậy tâm trạng của tiểu vi bây giờ dối bời cô không biết nên trả lời anh ra sao miệng lưỡi cứng đờ giống như tượng gỗ nghị thành bất ngờ nắm lấy tay cô cái nắm tay ấy thật chặt Giọng anh đột ngột hạ xuống, trầm lắng và nghẹn ngào, hệt giống như đang tâm sự. Anh biết tất cả rồi. Chuyện em giả vờ ngoại tình để giúp anh, tránh khỏi việc vào tù, cũng như chuyện em ở trịnh gia 5 năm để lấy bằng chứng. Tập tài liệu quan trọng đó, anh đã có rồi. Bây giờ thì anh tin em, tin những gì em nói tất cả đều là sự thật. Anh biết đã muộn, nhưng anh mong em tha thứ cho anh chỉ vì hồ đồ thiếu suy nghĩ mà anh đã làm ra những hành động không đúng với em tiểu vi anh xin lỗi nghị thành lúc này cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với cô hỏi anh vừa nói những điều xuất phát từ tận đáy lòng từ sự chân thành muốn chuộc lỗi anh đã quá hồ đồ quá mù quáng không tìm hiểu mọi chuyện kỹ càng để rồi làm ra những chuyện sai trái. Bây giờ biết sự thật, anh lại hối hận sao?" Tiểu Vy lắng nghe im lặng và không đáp. Giờ thì cô hiểu vì sao mấy ngày nay, thái độ của Nghị Thành đối với cô lại khác lạ như vậy. Hóa ra là anh biết toàn bộ sự thật, cũng như anh đã lấy được bằng chứng. Cô tự hỏi, nếu như tập tài liệu đó không đến được tay anh, liệu anh có hối hận không? Những chuyện anh làm với cô cô giận đấy nhưng mà cô không hận bởi vì tại thời điểm đó cô hiểu anh không dễ dàng chấp nhận chỉ là cô có chút thất vọng khi bản thân nói đến như vậy mà tại sao anh lại không chọn tin cô sau những gì xảy đến không còn hận không còn oán trách anh điều cô muốn làm nhất bây giờ là bà lan nhanh chóng bình phục để cô có thể nói ra toàn bộ sự thật và giải quyết xong vụ của ông lâm thực ra khi nghe anh nói tiểu vi cũng mừng lắm cô mừng vì bản thân mình được minh oan được trả lại sự trong sạch suốt năm năm qua cô chịu đựng nhiều đau đớn trên người có nhiều vết thương thì bây giờ chính là lúc cô được đền đáp cho những gì mình đã hy sinh tiểu vi hít một hơi thật sâu cô lấy lại tinh thần của mình gỡ tay anh ra khỏi tay mình chuyện đã qua rồi Chúng ta không nên nhắc lại Vậy là em chấp nhận tha thứ cho anh Có đúng không? Ừ Tôi tha thứ cho anh Nhưng Việc chúng ta quay lại Là không thể Niềm vui diễn ra ngắn ngủi Rồi dần dần biến mất trong phút chốc Nụ cười trên môi của Nghị Thành chợt tắt Từ đỉnh cao hy vọng Rơi thẳng xuống đáy sâu của hụt hẫng Một lần nữa anh lại nắm chặt lấy tay cô Như muốn níu kéo muốn cô cho anh thêm hy vọng. Tiểu Vi à, anh biết những chuyện mình làm là sai, anh đã sai với em, anh đang cố gắng để sửa chữa lỗi lầm. Em làm ơn, làm ơn cho anh một cơ hội có được không? Một cơ hội để bù đắp cho em. Nghị Thành này, chuyện này không phải muốn nói quay lại, là quay lại được đâu. Sau những gì trải qua, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ tôi mong anh đừng hy vọng quá nhiều để rồi anh lại nhận lại sự thất vọng bởi vì tôi không dám chắc điều gì cả được chứ anh đợi được anh đợi được mà dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nghị thành vẫn muốn nuôi dưỡng nó tiểu vi nói cần thời gian để suy nghĩ vậy thì trong thời gian đó anh có thể bù đắp cho cô biết đâu những hành động ấy sẽ làm cho cô rung động và sau đó chấp nhận anh thêm một lần nữa Cô đã đợi anh 5 năm rồi Bây giờ để anh chờ đợi lại cô Cũng không có gì quá đáng Tiểu Vi lúc này cượng cười Thôi được rồi Tôi phải đi nấu cơm đây Để anh phụ em nhé Nghị Thành vội vàng sắn tay áo Sông sáo làm bếp cùng với cô Trước đây khi còn sống chung Mỗi bữa cơm đều là do anh nấu Nên tay nghề của anh chắc chắn không thua ai còn tiểu vi trong khoảng thời gian ở trịnh gia cô học hỏi được rất nhiều thứ hai người cùng nhau nấu bữa tối và nụ cười xuất hiện trên môi của tiểu vi nhiều hơn họ vợ chồng trông vô cùng vui vẻ giống như một đôi vợ chồng mới cưới nhưng đâu ai biết được rằng giữa họ đang có một khoảng cách một khoảng cách vô hình ngăn cản rất nhanh chóng bữa tối được nấu xong nghi thành phụ cô dọn dẹp ra bàn rồi cùng cô dùng bữa. Suốt bữa cơm anh luôn là người mở đầu câu chuyện. Anh nói đến những chuyện vui vẻ và gắp cho cô thật nhiều thức ăn. Không hiểu tại sao Tiểu Vi lại cảm thấy thoải mái với điều đó, mặc những lời đề nghị cô đã từng đưa ra. Nghị Thành dừng lại giữa bữa cơm và anh nhìn chăm chăm về phía cô. Này, sao anh nhìn tôi? mà tôi dính cái gì à? Không có gì, lát nữa em về phòng mình, mà ngủ nhé. Đừng ngủ dưới nhà kho. Ở đấy ẩm thấp lại tối tăm, bụi bặm lắm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cũng biết nó ẩm thấp, bụi bặm. Thế tại sao? Anh còn để tôi ở đó. Nghị Thành nín lặng, Tiểu Vi đang nhắc khéo đến chuyện anh bắt cô ngủ dưới nhà kho. Đúng là cô có tính thủ dai, bao nhiêu năm không bao giờ thay đổi. Nghị Thành ho lên mấy tiếng và cố lảng tránh ánh mắt của người đối diện khi đó do anh thiếu suy nghĩ cả buổi chiều hôm nay anh dọn dẹp anh sắp xếp lại phòng cho em em chỉ cần lên đấy ngủ thôi tôi được lên trên đấy thật á anh anh đồng ý sao chắc chắn là anh đồng ý và không bao giờ đổi ý tiểu vi gật đầu đáp lại và tiếp tục ăn cơm thấy tiểu vi không nói gì nghị thành ngầm hiểu rằng cô đồng ý trong lòng của anh mừng rỡ nhưng muốn hét lên nhưng mà anh phải kìm xuống dùng bữa sau nghị thanh tranh phần dọn dẹp là anh đang muốn tiểu vi được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi nên không muốn cô động tay vào những thứ này mặc cho tiểu vi phản đối nghị thanh vẫn cứng đầu không cho chẳng còn cách nào khác cô đành phải để anh làm theo ý của mình còn bản thân thì lên phòng nghỉ ngơi từng bước từng bước lên cầu thang tiểu vi cảm thấy bước chân của mình hôm nay nhẹ nhõm không còn nặng nề mệt nhọc giống như trước. Đứng trước cửa, trước kia từng là căn phòng mà cô ở từ nhỏ đến lớn. Lâu rồi, cô mới trở lại đây nên cô cảm thấy có chút hồi hộp trong lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi giống như tim muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Vi đưa tay lên ngực, hít thở sâu, lấy bình tĩnh, sau đó đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến cô choáng ngợp, bởi cách trang trí sắp xếp căn phòng giống hệt như căn phòng của cô trước đây. Nếu có thay đổi, thì chỉ là một vài thứ không đáng kể. Tiểu Vi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, gương mặt hiện rõ sự hài lòng với căn phòng này. Bỗng cô dừng lại chăm chú, nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Đó chính là ảnh cưới của cô và Nghị Thành. Tiểu Vi nhìn, lặng lẽ ngắm nhìn đã không biết từ bao giờ cô chưa được động vào ảnh cưới nhớ lại khoảng thời gian cô được nghị thành đưa về đường ra tất cả những tấm ảnh của hai người đều bị gỡ xuống ban đầu tiểu vi còn nghĩ rằng nghị thành đã đem nó đốt đi hoặc vứt hết không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện trong phòng tiểu vi đưa tay lau nhẹ lớp bụi mờ trên mặt kính khóe môi của cô nở ra một nụ cười mãn nguyện hòa già là anh không quên nó. Tiểu Vy đặt lại tấm ảnh vào vị trí cũ. Cô tiến đến phía giường và nằm xuống. Cô nhìn chăm chú về phía trần nhà, tự hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, mi mắt của cô dần dần nặng chiếu và nhắm nghiền lại. Có lẽ do cả ngày đi lại bên ngoài nhiều nên cô đã đuối sức, vừa chạm lưng xuống giường là ngủ không biết gì nữa. Ở dưới lầu Nghị Thành lại chăm chỉ dọn dẹp nhà bếp sửa nốt đống bát trong chậu. Xong xuôi đâu đó, anh dừng lại, lấy điện thoại trong túi ra định gọi điện cho thư ký. Thì bất ngờ màn hình hiển thị, cuộc gọi từ thư ký Mạc. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ trời cũng muộn rồi, và hiếm khi mà thư ký Mạc chủ động gọi cho anh. Có chuyện gì mà cậu lại gọi cho tôi giờ này? Chuyện vô cùng nghiêm trọng. Chủ tịch à, anh phải nhanh chóng đến tập đoàn đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thư ký mạc xem chừng vô cùng sốt sắng và lo ngại tôi đang có mặt ở tập đoàn chủ tịch à chủ tịch mau đến đây đi dứt lời thư ký mạc vội vàng cúp máy làm anh không kịp nói lời nào nghị thành nhìn màn hình điện thoại đã thắt mà trong lòng của anh suy nghĩ tự hỏi liệu có phải dự án của tập đoàn lại xảy ra vấn đề gì hay không có liên quan gì đến các đối tác làm ăn hay không ngẩn ngơ một hồi anh với tay lấy tạm chiếc áo vét vắt trên ghế rồi nhanh chóng rời đi đúng lúc này tiểu vi từ trên lầu đi xuống thấy dáng vẻ hấp tấp của anh cô vội vàng lên tiếng hỏi muộn thế này rồi anh còn đi đâu anh đến tập đoàn giải quyết một số chuyện gấp có thể đêm nay anh không về chỉ ra ngoài làm việc nên chắc chắn cô ấy không về em không cần phải đợi đâu em cứ đi ngủ trước nhé khoan đã tiểu vi chỉ kịp nói ra một tiếng bàn tay chơi vơi giữa không trung định níu giữ anh lại nhưng không kịp nữa rồi phút chốc nghị thành dần dần khuất sau cánh cửa lớn cô đứng bên ngoài nhìn chiếc xe của anh lao nhanh ra khỏi cổng lòng của cô đầy lo lắng đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh gấp gáp chuyện công việc không biết tập đoàn lại xảy ra chuyện gì hay là gặp vấn đề gì rồi chăng tiểu vi thở dài một tiếng Cô nhanh tay khóa cổng lại. Cô đi một vòng quanh nhà kiểm tra các cửa nèo để dám chắc sau đó mới yên tâm lên phòng. Hiện giờ cô chỉ có một mình ở đường ra. Nếu như không cẩn thận, nhỡ như xảy ra chuyện gì lớn thì cô biết phải làm sao. Nghị Thành lái xe đến tập đoàn. Thang máy vang lên một tiếng tinh. Đồng thời cửa thang máy lúc này mở ra. Anh bước vội vàng đến phòng hội đồng thay vì văn phòng chủ tịch. Đây cửa bước vào. Anh thấy thư ký Mạc đang đứng co rúm ở một góc với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, điều đặc biệt là chiếc ghế dành cho chủ tịch bị quay ngược về sau. Hình như đang có người ngồi trên chiếc ghế đó thì phải. Nghị Thành tiến tới chỗ thư ký Mạc đang đứng. "Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại gọi tôi đến đây gấp như thế?" Thư ký Mạc im lặng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về chiếc ghế và ra hiệu cho anh nghị thành chưa hiểu chuyện gì thì chiếc ghế kia đột ngột xoay lại đồng thời giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên đã lâu không gặp cậu khỏe chứ triệu tiến đạt nghị thành tròn xe mắt ngạc nhiên khi người đối diện mình bây giờ là ông đạt chẳng trách sao thư ký mạc lại vội vàng gọi anh đến và bảo vệ đồng ý mở cửa cho người nước ngoài vào giữa đêm thế này khi còn làm việc ở bên mỹ ông ta có một vài lần đến chỗ anh nên thư ký mạc chắc chắn biết đến ông ta có điều anh không hiểu sự xuất hiện của ông ta ở đây có ý nghĩa gì nghị thành cho mày tỏ vẻ khó chịu không biết chủ tịch triệu đến đây tìm tôi giữa đêm thế này có chuyện gì không ông đạt thờ dài một tiếng giọng điệu não nề tôi biết làm phiền cậu vào giờ này đúng là không được lịch sự cho lắm nhưng mà chúng ta có một số chuyện cần phải giải quyết với nhau có chuyện gì mong ông nói thẳng cậu có vẻ vô cùng gấp gáp nhỉ hay là do cậu không muốn nói chuyện với bố vợ tương lai của mình nghị thành im lặng không đáp từ ngày bảo vân một mực đòi kết hôn ông đạt luôn là người phản đối bây giờ ông ta lại nói những lời thân mật như vậy không phải đang muốn khiêu khích anh đấy chứ nghị thành thở dài một tiếng kéo chiếc ghế xoay đối diện với ông Đạt và ngồi xuống. Anh đưa tay ra hiệu cho thư ký Mạc ra ngoài. Hiệu ý, thư ký Mạc nhanh chóng rời đi. Cánh cửa gỗ đóng lại, đợi đến khi bầu không gian trở lại với sự yên tĩnh vốn có, anh mới lên tiếng. Chủ tịch Triệu đây quả thật là một người biết đùa. Hôn nước giữa chiều ra và đường ra, vốn dĩ không bao giờ có thể diễn ra được. Chuyện này tôi nói chuyện rõ ràng với Bảo Vân rồi không biết vì lý do gì mà ông lại thay đổi quyết định từ chối sang đồng ý nhỉ vừa chỉ là một câu nói đùa thôi chủ tịch đường có cần phải làm quá đến mức như vậy không nói chung là ông vào thẳng vấn đề đi ông đến đây làm cái gì ông muốn cái gì nghị thành không thích vòng vo cái sự vòng vo của ông đạt lại càng khiến cho anh cảm thấy khó chịu giải pháp tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề để không làm mất thời gian của cả hai. Điều duy nhất khiến ông Đạt thích ở Nghị Thành chính là sự thẳng thắn. Ông cũng gật gù mấy cái và lên tiếng. Tôi đến đây với tư cách là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hoàng Trường. Nghị Thành tròn xoe mắt ngạc nhiên như không tin vào lời nói của ông Đạt. Đôi lông mày của anh sau đó trao lại. Anh tự hỏi làm thế nào mà ông ta trở thành cổ đông lớn nhất của Hoàng Trường được với những thông tin và nghị Thành và tìm hiểu. Thì cổ đông lớn nhất là ông Nguyên. Chuyện này chắc chắn là có ẩn khúc. Ông đạt lặng lẽ quan sát biểu cảm của Nghị Thành, qua đó ông phần nào đoán được những gì mà Nghị Thành đang nghĩ tới. Ông cười nhạt và tiếp tục. Cũng không có gì gọi là ngạc nhiên. Khi tôi là bố ruột của Tuấn Khải, nên chuyện trở thành cổ đông lớn nhất là một chuyện hết sức bình thường. Cái gì cơ? Ông là bố ruột của Tuấn Khải. Không thể nào, Tuấn Khải mang họ Triệu. Còn ông, ông mang họ Trịnh cơ mà. Họ Trịnh, chỉnh... cậu nói ra được hai chữ này thì không nhớ đến ai sao? Họ Trịnh, họ Trịnh ư. Nghị Thành cứ lầm bầm hai chữ đó trong miệng liên tục. Bỗng anh ngừng lại, như sực nhớ ra chuyện gì, Họ chịu chính là họ của mẹ Bảo Vân Là người đã cứu anh khỏi vụ tai nạn năm ấy Nhưng tại sao? Tôi hỏi ông Tại sao Tuấn Khải lại mang họ trịnh chứ? Ông Đạt vốn đã lường trước Anh sẽ hỏi câu này Nên ông ta nhanh chóng đáp lời ngay Chỉ là nó thích mang họ của mẹ nó Với lại mất mẹ từ khi còn bé Lấy tên theo họ mẹ có cái gì là sai đâu chẳng qua là do thằng khải nó nhớ mẹ quá nên bao nhiêu năm qua nó sống ở việt nam nó không theo tôi sang mỹ câu trả lời này đã thỏa mãn sự tò mò của cậu chưa nghị thành cúi đầu im lặng từ bảo vân đến ông đạt mỗi lần nói chuyện với anh đều cố tình nhắc đến vụ tai nạn năm ấy bản thân anh biết rằng anh mang ơn vợ ông ta nhưng không có nghĩa rằng họ dùng nó để biến anh trở thành một kẻ có tội nghị thành nén tiếng thở dài cố gắng giữ bình tĩnh vậy ông đến đây với tư cách là cổ đông lớn nhất của hoàng trường để làm cái gì chứ tất nhiên là tôi đến đây để đòi lại công bằng cho hai đứa con của tôi công bằng ông thành lấy trong túi ra một tập tài liệu rồi ném nó về phía của anh nhận được tài liệu nghị thành cẩn thận mở ra xem đây là cậu bất ngờ lắm có phải không khi những bằng chứng về việc cậu cấu kết với công ty cung cấp vật liệu để chơi xấu hoàng trường nhưng lại bị tôi phát hiện nghị thành nín lặng trong tập hồ sơ anh đang cầm trên tay là toàn bộ những bằng chứng tố cáo việc anh thông đồng với công ty vật liệu làm giả việc vật liệu xây dựng có vấn đề chính là vào ngày nghị thành bất ngờ xuống công trường để kiểm tra và chính là ngày anh thực hiện kế hoạch Việc này chỉ có anh thư ký mạc Và giám đốc công ty vật liệu biết Anh không nói Có thể là chắc chắn thư ký mạc Sẽ không tiết lộ chuyện này Vậy khả năng duy nhất Chỉ có thể là ông Đạt lấy thông tin Từ giám đốc bên kia Nghị Thành cũng không có gì bất ngờ Khi mấy việc này Dễ dàng bị phát hiện Bởi vì anh cũng dùng chính thủ đoạn này Để làm với Tuấn Khải Sự im lặng của Nghị Thành Khiến ông Đạt hài hê trong lòng vụ việc này nếu như đưa ra tòa bên phía phượng hoàng không những phải bồi thường thiệt hại mà nghị thành phải đi tù vì tội làm giả vật liệu xây dựng chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi cũng đủ khiến cho ông ta thỏa mãn bỗng nghị thành đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn sau đó đưa về phía của ông đạt số giấy tờ này thì ông định làm gì với tôi ông đạt vô cùng ngạc nhiên trước thái độ tự tin của nghị thành trong đầu ông ta luôn nghĩ đến cảnh nghị thành phải van nài cầu xin nhưng mà không những gì đang diễn ra lại khác xa với tưởng tượng của ông ta ông ta hò lên mấy tiếng ra hiệu cố gắng tỏ ra bình tĩnh và đáp cậu không sợ tôi đem số giấy tờ này để nộp cho công an à đến lúc đó không chỉ có cậu mà cả phượng hoàng của cậu sụp đổ đấy ông cứ làm đi ông mang nó cho công an đi tôi thách ông đấy thái độ cợt nhà thách thức của Nghị Thành khiến ông đạt phát hỏa. Ông ta không muốn hỏi lý do vì sao anh lại tự tin đến mức này. Rõ ràng những bằng chứng anh xem khi nãy là chứng cứ tố giác tội làm ăn bẩn của anh. Nhưng Nghị Thành lại không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Sắc mặt ông đạt tối sầm lại, đôi mắt mờ đục do tuổi tác đang xuất hiện vài tia máu đỏ. Ông ta nghĩ, Nghị Thành sẽ không thể nào tự tin đến mức thách thức ông ta giao nộp bằng chứng cho công an nếu như anh không có thứ gì đó trong tay chỉ là không biết thứ đó có ảnh hưởng lớn như thế nào sao vậy nghị thành đột ngột lên tiếng khiến ông đạt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ không phải ông nói rằng ông sẽ giao nộp những thứ đó cho công an sao để tôi xem nào nghị thành nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay anh chẹp miệng vài cái. Tiếc cho ông quá, bây giờ đã ngoài giờ làm việc của họ. Nếu như ông muốn tố cáo tôi, thì ông phải đợi đến sáng ngày mai. Khi nào nhận được thư từ tòa án, tôi nhất định sẽ ra hầu tòa thật là nghiêm chỉnh Ông cứ ở nhà, mà tận hưởng cái cảm giác chiến thắng đi. Chủ tịch Đường, anh nói như vậy đúng là mất quan điểm. Mấy cái tờ giấy này, làm sao lại giao nộp cho công an được chứ? Ừm, uhm, chẳng phải khi nãy ông nói rằng ông đe dọa tôi sao tôi nào dám đem ra để dọa ai cậu biết tính tôi rồi tôi già rồi nên đôi khi lầm cầm nói ra những điều không nên nói ồ hóa ra là như vậy nghị thành khoanh tay trước ngực gật gù mấy cái trong lòng thầm nghĩ coi như ông ta đúng là biết điều không phải tự nhiên nghị thành lại tự tin đến mức thách thức ông ta Nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu diễu cợt như vậy Ông Đạt khẳng định chắc chắn Khi cầu kết với công ty vật liệu Nghị Thành đã tự tạo ra cho mình một quân bài miễn tử Đáng tiếc Ông ta không thể nào viện ra bất cứ một lý do gì Để Nghị Thành nói ra Quân bài miễn tử đó là gì Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 16 của câu chuyện chồng cũ bạc tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 16 của câu chuyện này, chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và Tâm An sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn vì anh chàng Nghị Thành của chúng ta đối diện với anh chàng Tuấn Khải và ông Đạt. Sau khi mà có những bằng chứng ở trong tay, ông Đạt cứ tưởng rằng sẽ khiến cho Nghị Thành phải quy lụy cầu xin ông ta nhưng không phải. Bởi vì trong tay của Nghị Thành bây giờ cũng có rất nhiều bằng chứng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tội ác của ông Đạt được phơi bày ra ánh sáng. Quý vị cùng theo dõi với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.